Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trong ngày 14 tháng 1, thành phố Châu Đốc ghi nhận 5 ca mắc mới. Trong khu cách ly tập trung 2, trong khu cách ly điều trị 3, bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh 1, bệnh viện Nhật Tân 2. Như vậy, tính từ đầu đợt dịch đến nay, nâng tổng số F0 tại Châu Đốc là 3.108, trong đó tái dương tính là 8, khối bệnh 2.890, tử vong 157, hiện đang quản lý điều trị 61, trong đó có 8 F0 được điều trị tại nhà từ ngày 3 tháng 11. Cách ly điều trị, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh 19, bệnh viện Nhật Tân 3F0. Ngoài ra bệnh viện Nhật Tân còn điều trị 2F0 của An Phú, 10F0 của Châu Phú, 8F0 của Tân Châu, 6F0 của Phú Tân, 5F0 của Tịnh Biên, 1F0 của Tri Tôn, 1F0 của Chợ Mới, 7F0 của Đồng Tháp, 1F0 của thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên chính, trường trung học phổ thông dân tộc nội trú 22. Cách ly tại nhà hiện đang quản lý 8 mới 5, chuyến tầng điều trị 5, cơ sở cách ly tập trung 20, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang 3, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 2, Bệnh viện Nhật Tân 2F1. Ngoài ra Bệnh viện Nhật Tân còn 3F1 của Tân Châu, 2F1 của Châu Phú, 2F1 của An Phú, 4F1 của Phú Tân, 1F1 của Tịnh Biên, 1F1 của Đồng Tháp. Công tác tiêm vaccine trong ngày 14 tháng 1, tiêm mũi 1 39 liều, mũi 2 109 liều, mũi 3 30 liều, mũi bổ sung 149 liều, mũi nhắc 194 liều.